ông xe này cũng tự động á, mà mình phải lấy tay mình tự động. À, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Buôn về nội luôn. Dạ, buôn khơ luôn, buôn đi về nội không vô nhà luôn á. Hôm nay là chị Loan đi về nội về nha, cô chú anh chị. Không, chị Loan ở nhà. Buôn về nội hả con? Chị Loan lên mộ. Chị Loan lên mộ mới về. Anh Hồng Gió. Cái này là đẹp trai. Quên gì nội. À, đợi thay nữa ha. Rồi rồi, đúng rồi. Chạy ba bé kìa. Cái buồn đẩy xe ra. À, bé buồn đẩy. Rồi về nội rồi, chừng nào mới về đây lại con? Không. Không. Lúc nó đang ngoài cơ. Giờ buồn đang đợi anh hai ra nha cả nhà. Buồn đang đợi anh hai ra để đi về nội đúng không con? Ồ, anh Tiên có đi không? Ba, anh Tiên có đi không? Anh Tiên đi, Ken đi luôn. Rồi mẹ không đi. Đây Tiên với Ken nha. Rồi hai. Rồi cho. Rồi lên đây trước ha con. Đây qua đây nè con. Khoan. Đây Ken đi luôn. Ken rồi. Ủa giờ mẹ không đi. Rồi đóng cửa đi. Đóng cửa lại đi. Cái buôn cũng su Ken. Thì anh hai cũng đi về bên kia ha. Rất là đẹp luôn. Đó thành Mỹ. Em mới vô làm. Nói chung là anh Hải với chị Hồng Loan vừa ở trên mộ mới về của chú anh chị, thì ông Hải và chị Loan cũng bầu trong nhà, thì anh Hải với bé Buôn, bé Ken, bé Kim thì cũng bắt đầu lên về nội của chú anh chị các bạn. Đúng chưa? Hôm nó tiếp. Đâu chỗ chị thì nói chung là xe của chị Loan thì cũng đã tu bổ sửa rất là đẹp, cô chú anh chị rất là đẹp luôn. Mâm nói chung là tất cả những trang trí nội thất thì chị Loan cũng với anh Hải cũng sửa sang là rất là đẹp mà cô chú. Chị Loan cũng vừa về thì chị Loan cũng lên trên lầu rồi cả nhà. Phía trong là có một anh trợ lý TikTok của chú anh chị cũng theo giúp đỡ cho chị Loan của chú chị những cái lúc mà live stream YouTube và đi xuân TikTok của chú anh chị họ mình những cái sự bảo vệ cho chị Loan của chú chị.
Nó buổi chiều ngày hôm nay thôi nha. Chú chị đấu nhà anh Trà Loan là cả nhà 60 tỷ thì mấy chị đẹp cũng đơn dọn dẹp rửa sạch nhà của chú chị. Trời ơi 360 là hiện tại thì Trà Loan ở phía trong luôn chú. Đây là chú Trà Loan. Nhang cho có nghệ sĩ ô tô Vũ Linh họ. Rồi đây. Buổi chiều trước nhà chị Loan rất là nắng luôn cô chú anh chị và các bạn. Rất là nắng cô chú. À, chị sẽ nói rung là chị Loan con vừa anh trên bộ xuống, chị Loan con xuống bên dưới của chú anh chị. À, chị Loan đang đứng ở trong này. À, thôi rồi, bên miền Tinh Mơ Miền sẽ kết thúc clip ở đây của chú anh chị. Cũng như những video hay cho Tinh Mơ Miền một like, một đăng ký, chia sẻ cho Tinh Mơ Miền có thêm có động lực ra video hay cập nhật. À, tình hình chị Loan bán hàng thì mến chị Loan phần sống từng ngày và Loan của chú anh chị xem nha.